Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An rộng 100 ha, nằm ở nông trường 19 tháng 5 xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh, nên vào mỗi mùa hoa, khi cánh đồng hoa bạt ngàn nở rộ, nơi đây lại trở thành điểm đến dừng chân thú vị cho các bạn trẻ mong muốn được khám phá vẻ đẹp rạng rỡ, thuần khiết của hoa mặt trời. Một năm có hai mùa hoa hướng dương vào tháng 3, tháng 4 và tháng 11 đến 12. Đây là thời điểm lúc này cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An đang chuẩn bị vào dịp nở đẹp nhất. Cánh đồng hoa này rộng tới 100 ha nên vào vụ, khi tới đây bạn sẽ say trong màu vàng của hoa, màu xanh của lá. Mặc dù là nông trại với mục đích cung cấp nguyên liệu chính cho những cảnh quan ở đây, cũng như được chỉnh trang rất đẹp với những hàng hướng dương được trồng theo hàng lối thẳng tắp. Với đặc điểm luôn hướng về phía mặt trời nên hoa hướng dương được coi là biểu tượng cho niềm tin và hy vọng. Những ngày đầu đông tháng 11, dù bầu trời nơi đây có xám xám, âm u, thì vòng trời ở Nghĩa Đàn vẫn luôn thắp sáng bởi hàng ngàn ánh mặt trời rực rỡ. Cánh đồng bạt ngàn sắc vàng khiến bầu trời mùa đông trở nên ấm áp hơn. Những bông hoa vàng ươm, kiêu hãnh vươn mình trong cái lạnh khiến khung cảnh nơi đây trở nên sinh động lạ lùng. Hoa nối tiếp hoa, lá chen vào lá càng làm nổi bật lên sắc vàng quyến rũ giữa màu xanh ngun ngút của đại ngàn. Thật khó có thể tin rằng mảnh đất miền Trung khô cằn và bỏng rát nắng lại vẽ nên thảm hoa tươi sáng khiến người ta ngây ngất, mê mẩn đến như vậy.